Sống ở đời, dù thân thiết mấy, cũng nhớ tránh phạm sai lầm này. Quý vị thân mến, nhà tâm lý học người Áo Alfred Adler từng nói, tất cả những rắc rối của con người đều bắt nguồn từ các mối quan hệ. Trong giao tiếp giữa người với người, bạn bè dù thân thiết đến mấy, lắm lúc cũng phát sinh mâu thuẫn và xích mích. Người yêu nhau cũng thường có sự thất vọng và cãi vã. Gặp gỡ nhiều người, trải qua nhiều chuyện mới phát hiện, bên cạnh người khác, chỉ khi biết giữ sự chừng mực thì mối quan hệ mới bền lâu. Con người sống ở đời, dù quan hệ thân thiết đến mấy, cũng cần tuân thủ 3 nguyên tắc này để bền lâu. Thứ nhất, ít kỳ vọng. Bạn có từng trải qua tình huống như thế này không? Tràn đầy niềm vui chia sẻ hàng ngày với bạn bè, nhưng mấy tiếng đồng hồ không trả lời, lại phát hiện đối phương thả lượt thích trên bài đăng của người khác. Thế là thất vọng tràn trề về những tưởng bản thân chiếm vị trí quan trọng trong lòng đối phương. Thay đồng nghiệp tăng ca một ngày, nghĩ rằng họ sẽ biết ơn và cảm kích. Kết quả là đối phương chỉ quan tâm đến công việc bạn làm thay họ có tốt hay không. Bị bệnh, hy vọng sẽ nhận được sự chăm sóc ân cần, nhưng chờ đến cuối ngày vẫn không một ai hỏi thăm. Lắm lúc, sự thất vọng và phiền muộn đều bắt nguồn từ thói quen kỳ vọng quá cao vào người khác. Thật ra, vị trí của bạn trong lòng người khác luôn thấp hơn những gì bạn đang kỳ vọng. Đó là một sự thật không thể chối cãi. Không phải tất cả những gì chúng ta chân thành chờ đợi đều có thể nhận được kết quả tương xứng. Không phải tất cả những nỗ lực cho đi đều có thể để nhận được lời cảm tạ và lòng biết ơn. Trên thực tế, làm tổn thương chúng ta không phải là ai khác mà chính là kỳ vọng từ nội tâm chúng ta. Đôi khi bớt kỳ vọng vào người khác có thể điều tiết sự cân bằng trong mối quan hệ, giúp đôi bên bền chặt hơn. Kỳ vọng quá cao, chỉ cần một chút không hài lòng cũng khiến bạn thất vọng tràn trề và có những suy nghĩ tiêu cực cùng phiến diện. Kỳ vọng giảm, chỉ cần một chuyện nhỏ cũng có thể trở thành niềm vui bất ngờ. Trong quan hệ giữa người với người, giữ trái tim bình thường và dung dị mới là cách tốt nhất để duy trì mối liên kết, xa gần tùy tâm, thản nhiên tùy duyên. Thứ hai, giữ khoảng cách. Mối quan hệ nào cũng vậy, quá thân thiết sẽ có mâu thuẫn, can thiệp quá nhiều sẽ có khúc mắc. Đôi khi từ thân thiết đến tuyệt giao không nhìn mặt là vì đôi bên thiếu chừng mực, thiếu tiết chế cần thiết. Do đó, giữ khoảng cách vừa phải mới là sự tôn trọng cơ bản nhất trong một mối quan hệ. Trong cuộc sống, một số người thích đùa giỡn không đúng thời điểm, tọc mạch chuyện riêng tư của người khác, mà có vài người lại biết nói chuyện chừng mực, quan hệ có tốt đến đâu cũng không tùy ý vượt qua giới hạn. Bạn bè chân chính, không liên lạc thường xuyên, không cần ngày ngày gặp nhau cũng có thể thấu hiểu và vui vẻ. Trước đây luôn nghĩ rằng kết giao với mọi người càng gần gũi mới càng vui. Sau này phát hiện, thì ra thân sơ có độ, nhìn nhau không chán mới là trạng thái tốt nhất trong quan hệ giữa người với người. Thứ ba, bớt đòi hỏi. Một cư dân mạng đã chia sẻ trải nghiệm của mình trên một nền tảng hỏi đáp và chia sẻ câu chuyện. Cô thường xuyên ăn tối với một đồng nghiệp trong công ty. Hai người dần trở thành bạn bè tốt. Biết được cô có tài viết lách, người đồng nghiệp đã nhờ cô viết bài tập làm văn cho con trai. Lần đầu tiên được nhờ vả, cô gái đã tận lực giúp đỡ. Thức khuya, ngủ muộn, hai đêm liền mới hoàn thành bài tập làm văn. Thế nhưng đây chỉ là sự khởi đầu. Có lẽ cảm thấy cô quá dễ dãi, đồng nghiệp ngày càng đòi hỏi giúp đỡ nhiều hơn. Hôm nay viết một bài luận, ngày mai viết báo cáo, ngày mốt lại làm PowerPoint. Cứ như vậy, thời gian rảnh rỗi quý báu của cô gái đều dành cho việc giúp đỡ đồng nghiệp. Điều này khiến vừa khó chịu vừa không biết phải làm gì cho đúng. Cô cũng đã khéo léo từ chối hai lần, thế mà đồng nghiệp lại tức giận, nói: nhờ một việc nhỏ nhoi cũng không làm giúp, sao mà nhỏ mọn như vậy? Đồng nghiệp đòi hỏi quá mức khiến Tiểu Tạ mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. Cho đến khi cô gái nghỉ việc, hai người cũng không còn liên lạc. Một khi sự đòi hỏi nhiều hơn, con người ta sẽ dần quên đi sự biết ơn và coi đó là điều đương nhiên. Từ đó, thất vọng tích tụ, cảm xúc bị mài mòn, quan hệ đôi bên ngày càng xa cách. Hành sự hãy dùng cái tâm, có qua có lại mới có thể đổi lấy tình nghĩa chân thành.
Thật vậy, kết giao với bất cứ ai, quan hệ càng sâu đậm thì càng phải tính toán rõ ràng, đặc biệt là vấn đề tiền bạc và lợi ích. Người chỉ nhận mà không biết cho, cán cân sẽ lệch về một bên, cuối cùng đường ai nấy đi. Có người nói, tôi tặng bạn tháng 3 nắng xuân, bạn cho tôi tháng 4 hoa đào, chân tình thế gian có thể trường tồn đều bởi lẽ như vậy. Có được, có mất là một loại trí tuệ, có qua, có lại chính là một loại chừng mực. Quý vị thân mến, giúp người là một biểu hiện của sự thiện lương, là một cội nguồn của niềm vui, là một cách tu hành thường nhật, là một sự thăng hoa của nhân cách. Đời người lấy việc giúp người khác làm vui, nhờ giúp người khác mà trở nên tuyệt vời. Cuộc đời được người khác giúp đỡ nhờ từng giúp đỡ người khác, được tích phúc nhờ giúp người khác. Giúp người là việc tốt, nhưng có đôi khi vì lòng tốt lại gây ra sai lầm. Vì vậy, quan hệ dù tốt thế nào cũng không nên giúp người khác ba việc sau đây. Thứ nhất, không thể giúp việc vượt quá năng lực của mình. Giúp người là giảm bớt gánh nặng thay người khác, là giải quyết phiền phức thay người khác. Đó là ý tốt, cũng là chuyện tốt. Nhưng nếu giúp đỡ người khác mà tăng thêm áp lực cho mình, áp lực ấy lại không phải điều bản thân chúng ta đáng phải chịu đựng. Vậy thì giúp người như vậy sẽ trở thành một gánh nặng. Giúp người khác nhưng lại khiến mình rơi vào hoàn cảnh khó khăn khổ sở, đôi khi thậm chí còn cần nhiều người hơn để giúp bạn, mang lại phiền phức cho thêm nhiều người. Vậy là mất đi ý nghĩa của sự giúp đỡ. Bởi vậy, xin đừng giúp đỡ người khác chỉ vì thể diện. Thứ hai, không thể giúp những việc tốn công, vô ích. Trên thế giới này, không phải tất cả mọi người đều biết cảm ơn, không phải tất cả mọi người đều có lòng thành. Khi có những người xin bạn giúp đỡ, không phải vì bản thân người đó không làm được, mà coi bạn là cu li miễn phí để chỉ đạo, không hề có chút lòng biết ơn nào. Loại người như vậy giống như một cái giếng sâu không hề có đáy, bạn có lấp gì vào cũng không thể đầy. Giúp đỡ những người như thế chẳng khác nào tự tìm sự khó chịu cho bản thân. Giúp đỡ được người khác là việc tốt, nhưng tuyệt đối không nên mù quáng và hãy làm một cách chừng mực. Bởi lòng tham con người là vô đáy, nên đối với những người không biết đủ, không biết tri ân, sự nhiệt tình của bạn sẽ có ngày làm hại chính bản thân bạn. Bạn sẽ không thể gọi được một người đang giả vờ ngủ thức dậy, cũng sẽ không thể nào làm thỏa mãn được một người vô ơn và tham lam. Lòng tốt, sự nhân ái, lương thiện, bao dung trên đời này vốn là miễn phí, nhưng không phải là những thứ đồ rẻ mạt. Lòng tốt cần sử dụng đúng người, bao dung cũng cần có lý trí. Không phải ai cũng xứng đáng để nhận được sự giúp đỡ vô tư, không toan tính của chúng ta. Bạn chân thành nhưng kẻ đó không bận tâm, bạn thật lòng nhưng kẻ đó coi như trò chơi. Loại người như vậy, khoan nói tới việc giúp đỡ, xin bạn hãy tránh kẻ đó thật xa. Thứ ba, không thể giúp việc quá giới hạn. Giúp người không thể vượt quá giới hạn, không thể giúp người ta lừa đảo, gian lận. Giúp người không thể làm trái lương tâm, không thể giúp người ta lừa tiền, gạt người. Giúp người không thể bất chấp chuẩn mực, không thể giúp người ta làm tổn thương người khác. Giúp đỡ không được quá đi theo cảm tính, hễ người ta nhờ vả là lại mềm lòng. Giúp người là làm việc tốt, nhưng nếu vượt quá giới hạn thì sẽ chẳng còn ý tốt, trở thành việc sai lầm. Nếu bạn giúp đỡ việc quá giới hạn, xong việc không những người ta chẳng biết ơn bạn, ngược lại còn nói như thể bạn là kẻ đầu sỏ xúi giục người đó làm việc xấu. Từ khi ấy, có trăm cái miệng cũng chẳng thể chối cãi. Giúp đỡ cũng cần phải có lý trí. Giúp đúng việc sẽ được người khác biết ơn, được người khác tôn sùng. Giúp sai việc sẽ bị người khác lợi dụng, làm khổ bản thân. Giúp đỡ là một ý tốt. Ý tốt này phải có sự sắc sảo mới giúp mình vui được. Ý tốt này cần phải có giới hạn mới có thể tránh cho mình bị người ta hại. Ý tốt này cần phải có tiêu chuẩn mới có thể trở nên ý nghĩa và trở thành câu chuyện hay.